Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến, ngập nhà những cái mặt hàng lan đẹp ạ. Những cái giỏ hàng lan thuần và rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp, mà thời điểm bây giờ thì rất nhiều những cái dòng hàng lan mà đang bắt đầu đi vào cái mùa nụ, để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức những cái bông hoa Tết hoa xuân thực sự rất là tuyệt vời luôn, với cái giá cực kỳ là yêu thương. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô sơn thủy tiên ạ, cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Những cây sơn thủy tiên với những giả hành bóng mượt và cái bản lá dày cục, căng mướt với những cái mắt nụ, hiện tại đã bắt đầu là sưng những mắt nụ rồi cô chú anh chị này. Với dòng lan sơn thủy tiên với giá em bán là 180.000 cho 1 kg nhé. Và sau bên này đây sẽ là cái dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Lượng hàng hôm nay thì không về nhiều, và cái cây gà tròn thì bình thường là hoa của nó sẽ nở vào rất là sát Tết. Với tiết trời năm nay ấm áp và cái tiết đi sớm như vậy thì hiện tại những cây gà tròn đã bắt đầu là có nụ rồi, và có khả năng là sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết là rất là cao. Và cô chú anh chị mình đã, nếu mà ai đã từng thưởng thức hoa gà tròn của vùng Cao Bằng, chắc chắn đều có một cái cảm nhận rằng là thực sự những bông gà tròn của vùng Cao Bằng với những cây lan hoa sai chi chít luôn, và sai bông, và đặc biệt là bông hoa thân như gà dẹp, nhưng mà khi mà sổ hoa lại là một cái mặt bông cái mắt nhung đen của dòng gà tròn, mà ít có vùng miền nào có thể có cái mặt hoa đẹp như vậy đấy ạ. Gà tròn vùng Cao Bằng hôm nay thì em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo phần ở đây cho em này, em có hàng cân và có cả những cái hàng theo dề. Thì ở đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm và lựa chọn cho mình những cái dề lan gà tròn vùng Cao Bằng đẹp này. Hình này em gọi là cái hình số 1 đây cô chú anh chị, một dề cực kỳ là xinh luôn. Đó, rất là nhiều thân xanh lá như vậy đấy ạ. Và cái dề gà tròn này, dề gà tròn này thì đây cây đang bắt đầu là chuẩn bị nứt nhú nụ ra đây nhá. Dề gà tròn này thì em xin phép được bán với giá, và gà tròn này cực kỳ là đẹp luôn, rất là nhiều thân tơ nhé cô chú anh chị nhé. Xin phép em bán 100.000 cho dề gà tròn này này. Hình tiếp theo sẽ là dề gà, phần gà số 2. Cái phần này thì có hai dề cô chú anh chị ạ. Đây này, cái phần này này, thân đen chùi chũi, mà hiện tại cây nụ của gà Cao Bằng quê em thì nó rất là sai bông đấy. Nhìn thân này đang nhú nụ, và cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái độ sai bông của nó. Mỗi một cái nụ như thế này sẽ cho vài ba chùm hoa, nên là nhìn như vậy thôi, nhưng mà khi mà nở hoa thì sai bông lắm luôn ạ. Chỗ này có hai dề. Đây, cô chú anh chị này, hai dề rất là đẹp luôn. Hai dề rất là đẹp, và cái chỗ này em xin phép được bán chỗ combo hai dề này với giá là 120.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 3 này. Gà tròn số 3. Gà tròn số 3 thì em xin phép được bán dề này với số tiền là 90.000 cho dề này. Và hình tiếp theo là số 4 đây ạ. Số 4 đây cô chú anh chị, cũng là hai dề đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. Cũng có những cây đã bắt đầu sưng nụ rồi. Hai cái dề mà thân tơ nhiều như này. Và hai dề này em xin phép được bán với giá là 100.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 hai dề này em bán là 90.000 đây. Hình số 6 đấy ạ. Một cái dề cực kỳ là đẹp luôn. Nguyên hai dề chứ. Thân mập nú luôn nè, cái thân này rụng lá mà sai nụ chi chít luôn này. Chỗ này là hai dề. Về cô chú anh chị có thể làm hai giò hoặc là một giò rất là đẹp. Chỗ hai dề này em xin phép được bán với giá là 120.000 đấy cô chú anh chị nhá. 120.000 cho hai dề này, toàn đều thân tơ rất là đẹp như vậy. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Lô số 7, gà tròn số 7, hai dề. Cũng nguyên hai dề này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho hai dề này này. À, bên này đây ạ, là dòng long tu đá hoa tím nhá. Cái dòng long tu đá hoa tím thì em chỉ bán 160.000 trong kg thôi. Và dòng riêng dòng long tu đá hoa tím thì nó không phải là như dòng long tu đá hoa trắng đâu ạ. Cái bông của long tu đá hoa tím thì hoa rất là to, với sắc hoa tím và cái họng vàng cực đẹp luôn. Dạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông cực kỳ xinh đẹp của dòng long tu đá hoa tím, bông hoa to và cái họng vàng rất là đẹp nhé. Và 1 kg dòng long tu đá hoa tím này em bán là 160.000.
160.000 thôi ạ, và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Nói chung là thời điểm vàng của cô chú anh chị, mình có thể ghép những dòng lan thân thẳng này đấy cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm tím hàng rừng. Thì em nghĩ rằng là anh chị nào chơi lan mà chơi lan theo đúng nghĩa, yêu thích cái dòng lan rừng, chắc chắn là cái sân vườn không thể thiếu cái mặt bông của dòng trầm rừng này đâu ạ. 1 kg dòng trầm rừng chỉ với giá có 350.000 thôi, và hàng gần như là đều là toàn bộ thân tơ cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan mà mang cái mùi hương gần như là cái mùi hương trọn vẹn của mùi hương của rừng, rất là thơm. Đấy. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi, thoải mái cô chú anh chị mình sưu tầm với số tiền chỉ có 70.000. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái bông trầm, ngắm những cái bông trầm một cách trọn vẹn và đã mắt luôn cô chú anh chị ạ. Em sẽ cân thử cô chú anh chị với 0,2 nhá. Em đang bốc thử một cái lượng như thế này. Đó, rất là nhiều thân tơ vào chỗ này đây. Em bốc một cái thôi cũng gần đúng bằng 0,2 này. Để cô chú anh chị mình có thể xem và ước lượng là mình lấy một cái lượng như thế nào. Đấy, chỗ này hơn 0,2 một xíu xíu thôi. Cô chú anh chị ạ, tươi một xíu thôi. Đó, thì với số tiền chỉ có 70.000 thôi thì được rất là nhiều thân tơ đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Là dòng trầm tím rừng đẹp. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô. Cái dòng kiếm đỏ Bắc Đô này, cái mùi hương thơm của nó cực kỳ là quyến rũ. Rất là quyến rũ luôn, mùi hương thơm mật ngọt. Và cái dòng kiếm đỏ Bắc Đô này đặc biệt là bây giờ là cây đang nhú nụ nhá, cô chú anh chị nhá. Cái dòng này là cây đang nhú nụ đẹp, đây chính là những cái nụ của nó này. Rất là tiếc là cái hàng cái nụ này vận chuyển ở trên rừng về đâu là chắc là bị gãy mất cái nụ à. Gãy mất cái nụ này rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn yên tâm là vẫn còn sẽ còn có rất là nhiều nụ. Rất còn là còn nhiều nụ nhé cô chú anh chị nhé. Đây chuẩn nụ luôn cô chú anh chị này. Đấy, thì 1 kg cái dòng kiếm đỏ Bắc Đô này em đang bán có 90.000 thôi cô chú anh chị nhìn này. Đó, có những nụ nó nhỏ hơn. Đây ạ, rất là nhiều nụ đang nhú ở đây này. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trọn vẹn luôn đấy ạ. Đấy, đây này cô chú anh chị còn rất là nhiều nụ, nhiều mầm. Cái mùa nụ cũng là mùa mầm, mùa ghép rất là đẹp luôn đấy. Em đang bán chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương tam bảo sắc này. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc thì đây là một cái dòng hàng quốc dân. Một dòng hàng quốc dân mà có lẽ bất cứ anh chị chơi lan nào chắc là cũng không thể thiếu đúng không ạ. Một cái dòng lan mà hoa vô cùng là thơm. Em đến với cây lan này bắt đầu tiên nhất chính là từ cái mùi hương của dòng tam bảo sắc. Một cái dòng lan mà có hương thơm rất là quyến rũ, rất là tuyệt vời. Một dễ thuần, dễ chăm nữa cô chú anh chị này. 1 kg tam bảo sắc hôm nay với giá chỉ 150.000 trong 1 kg thôi, mà là cái hàng lá xếp nhá, bản lá dày cộp luôn. Nói chung là hàng bây giờ là chuẩn bị sang xuân rồi cô chú anh chị ạ. Dạo nữa sau Tết thì riêng cái dòng tam bảo sắc này kiếm không có luôn, mà cái mùa nụ mùa hoa mà kiếm không có hàng luôn đấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị lấy bây giờ, cô chú anh chị cứ ghép lên cho em. Sau Tết cây bắt đầu phát triển mạnh và bắt đầu cho nụ cho hoa, cô chú anh chị thưởng thức hoa cho vẹn luôn. Mùa này thì cây hanh khô và tóp nước nên là cô chú anh chị mua lại cực kỳ là lợi cân nữa. Số tiền chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng dáng hương quế tím. Những cây quế tím rất là đẹp luôn. Cái lô hàng về lá tím lịm luôn cô chú anh chị ạ. Nhìn lá không thôi cũng đã mắt rồi. Cái dòng quế tím này thì cái mùi hương của nó có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn đấy ạ. Em bán 1 kg quế tím với giá chỉ có 140.000 trong 1 kg thôi. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy ạ. Với 0,3 thì cô chú anh chị mình có thể có ngay những trụ lan rất là đẹp luôn. Dạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan dáng hương quế tím. Một nhánh quế nhỏ thôi mà có thể khi mà ra hoa có thể cho rất là nhiều những cái bông như thế này này cô chú anh chị. Đấy, 1 kg với số tiền là 140 và em bán ngay từ 0,3 kg rồi. Tức là vài chục nghìn thôi. Cô chú anh chị mình có thể ghép những cái trụ quế tím rất là đẹp luôn nhá. Sang bên này đây thì em đang có những cái lô cây dáng hương đuôi sóc này. Cái mùa này thì cây rất là tóc nước. Cô chú anh chị mua thì cực kỳ là lợi cân. Mà lại cần là cái mùa ghép rất là đẹp luôn. Em đang bán đuôi sắc với giá chỉ 120.000 trong 1 kg thôi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo phần ở đây này. Đấy, ví dụ như là cái lô này, cả một lô như thế này cô chú anh chị về làm một giò xinh luôn với số tiền 36.000. Đây, lô số 1, lô số 2 này. Có 2 cái lô như vậy đấy ạ. Phần 1 này 60.000, 36.000, phần 2 36.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hái mốc hồng. Em còn có duy nhất một cái phần hái mốc hồng này thôi cô chú anh chị ạ. Dạ. Những cây lan hải mốc hồng là mùa này đang bắt đầu làm mèo nụ rồi. Tuy nhiên thì em cũng không có chọn mèo ra bán riêng mà em sẽ bán chung. Đấy, cây mèo rất là to đùng như thế này rồi. Cái mùa nụ cũng là cái mùa ghép rất là đẹp của bất cứ một cái dòng lan nào đấy ạ. Và một cái lô hải mốc hồng này
Em đang để giá có bao nhiêu ạ? Cả lô này vài chục cây hài mốc hồng. Em để giá với giá là 35.000 cô chú anh chị nhá, 35.000, nói chung là một cây nụ thôi cũng đã xứng đáng với số tiền 35.000 này rồi đấy ạ. Đây cô chú anh chị, cùng em ngắm cái vẻ đẹp xinh đẹp tuyệt vời của dòng là hài mốc hồng, cây bé nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa thì bung hoa to đùng luôn đấy cô chú anh chị. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hỏa hoàng cam. Cái dòng lan với sắc hoa cam lửa. Cái sắc hoa cam lửa rực rỡ luôn. À, với những cái cần hoa vươn cao, sai hoa chi chít ạ. Và 1 kg hỏa hoàng cam em đang để giá có 270.000 trong 1 kg. Em bán ngay từ 0,2 kg. Với số tiền hơn 50.000, cô chú anh chị có thể có trụ hỏa hoàng cam để ngắm hoa xuân tuyệt vời luôn. Nói chung là cái mùa bây giờ thì cô chú anh chị biết rồi, một tháng nữa thôi. Một tháng nữa thôi là lập xuân rồi cô chú anh chị ạ. Và sang xuân là cây đang độ phát triển mới, sẽ cực kỳ là phát triển mạnh luôn. Bây giờ cô chú anh chị về ghép ổn định là bắt đầu là sang xuân cây bán rễ rất là mạnh luôn ạ. Và sang bên này đây đặc biệt hôm nay ạ, cũng rất là lâu rồi thì hôm nay em mới về một cái ít kiều vàng này thôi nè cô chú anh chị này. À không phải kiều vàng mà đây là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng quê em chứ. Kiều vuông mỡ gà, cây của mỡ gà của quê em nó không có lớn như là những cái vùng miền khác đâu ạ. Tuy nhiên thì lại đảm bảo cực kỳ là sai bông, những cây kiều vuông mỡ bây giờ đã bắt đầu sưng mắt nụ rồi đây cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn. Thì hiện tại hôm nay em đang có tất cả là 4 lô nhá, cô chú anh chị nhá. 4 lô. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 với số tiền em bán là 70.000 cho lô gà số 1 nhá. Lô gà số 2 ạ. Cũng với giá tiền là 70.000. Mỗi một lô như thế này là cô chú anh chị về làm được mối giò quá đẹp luôn rồi. Một cái giò sum suê luôn đấy cô chú anh chị. Và hình tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3, một cái lô cây to rất là đẹp luôn. Lô này xin phép bán 90.000. Và lô số 4 này cô chú anh chị này. Lô số 4 ạ, em xin phép được bán với giá là 110.000 nhá. Quá là tuyệt vời luôn cái lô gà mỡ gà số 4. Và sang bên này đây thì em có một cái phần lan hài dâu xanh ạ. Như cái lan hài dâu xanh này này. Cả cái lô hài dâu xanh này em xin phép được bán với giá chỉ có giá 50.000 thôi ạ. Và sang bên này là một cái lô hoàng thảo thập hoa nhá, cả một lô rất nhiều như vậy, em đoán là 50.000. Đặc biệt ạ, suýt em quên mất, một cái loại lan mà để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa đẹp trọn vẹn trong Tết tới này. Đó là cái dòng lan hoàng thảo trúc Phật Bà cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cây trúc Phật Bà đang nhú chi chít là nụ này. Thân đúng như là những như là những cái đốt trúc với cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt là cái cây trúc Phật Bà này này. Cứ ngồi vào ở gần cái chỗ bán trúc Phật Bà này thì thực sự là cái cảm giác vô cùng thư giãn từ cái mùi hương của nó đem lại, từ cái thân của nó tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như là cái mùi thuốc bắc ấy, tại cái cảm giác nó rất là dễ chịu luôn cô chú anh chị ạ. Và cái hàng trúc Phật Bà này thì cái vẻ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi đúng không ạ? Sắc nét tuyệt vời và cực bền hoa. Hiện tại mầm gốc nó đang lên này. 1 kg của dòng trúc Phật Bà hàng gần như toàn bộ đều thân tơ, đẹp tăm tắp như thế này. Em để giá có 500.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Nghe đến là 500.000 cô chú anh chị nghĩ rằng là giật mình đắt đúng không ạ? Nhưng cô chú anh chị sẽ cùng em xem. Với khối lượng 0,3 cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái phần trúc Phật Bà nó đẹp như thế nào cô chú anh chị nhé. Tức là chỉ rơi vào 150.000 thôi. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan trúc Phật Bà thực sự xinh đẹp vô cùng trong trong nhà. Đây cô chú anh chị nhìn này. Em đang bốc thử và đang cân đúng 0,3 kg luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Một cái lô mà rất nhiều thân tơ như thế này. 150.000 để cô chú anh chị sở hữu một phần trúc Phật Bà, một cái giò lan đẹp như vậy trong những ngày Tết đến xuân về. Thì em nghĩ rằng là nó quá là xứng đáng đúng không ạ? Và người ta còn quan niệm rằng là cái cây trúc Phật Bà này này, nó không chỉ mang đến cái vẻ đẹp, hương thơm từ thân, từ hoa đâu ạ. Mà người ta còn quan niệm rằng những cây trúc Phật Bà này Tết đến xuân về mình sở hữu nó có thể người ta quan niệm rằng nó có thể mang đến sự an lành của cái vận may, những cái điều tốt lành cho gia đình của mình đấy ạ. Đó, đó là cái ý nghĩa rất là tuyệt vời của dòng lan trúc Phật Bà này đem lại. Hàng quá là mướt và quá là đẹp luôn cô chú anh chị. 500.000 1 kg nhé. Và hết cái lô này thì chắc là cũng không có hàng nữa đâu cô chú anh chị ạ. Trong năm nay là không có hàng nữa đâu ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài hương này.
Những cây lan hài hương thì cô chú anh chị biết rồi, hài hương, hài hằng, trong những dòng lan hài mà thời điểm hiện tại gần như là đã tuyệt chủng rồi. Cái mùa ghép hài hương, cái mùa vào cái mùa này ghép hài hương thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Những cây hài hương có những cây có bông hoa có thể to như cái bát con luôn. Đấy, trước đây thì rất đắt đỏ, hiện tại thì bây giờ đang là cái lô hàng hôm nay thì em mua được rất là rẻ luôn, em sẽ bán giao lưu cô chú anh chị. Cái hình này gọi là cái hình số 8 này cô chú anh chị này. Hình hài hương số 8, cây đang chuẩn bị hình như là sắp mèo đến nơi rồi ấy, cô chú anh chị. Đâu là mèo rồi à? Như là cây đang mèo nụ rồi ấy, cô chú anh chị. Ô, đang mèo nụ à? Không biết là phải mèo nụ không đây. Nhà đang mèo nụ rồi à? Mỗi cặp đôi đang mèo nụ luôn à. Hình hài hương số 8. Hình hài hương số 8 là ba cây to như này này, hình như là có hai cây đang mèo nụ luôn đấy ạ. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9. Hình số 9 này là những cây hài hương cũng là có ba rễ, lá tròn vo luôn, cái hình số 9 này. Thì em xin phép được bán với giá là 150.000 ạ. Và cái hình số 10 này. Hình hài hương số 10 đấy ạ. Hình hài hương số 10 này thì rất là nhiều luôn. Xin phép em bán là 120.000 cho cái hình hài hương số 10 nhá, chính chị nhá. Đó, có ba lô hài hương cực kỳ là đẹp như thế này. Sang bên này đây sẽ là một cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc. Lô hàng hôm nay về phải nói là đẹp một cách ưng ý luôn cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan không phải chỉ đẹp từ hoa đâu ạ, mà ngay cái thân của nó hôm nay hàng về thân căng bóng mượt và mập nú luôn. Hiện tại đang có những cái thân nó nhú nụ như thế này rồi cô chú anh chị này. Đó, đây ạ, rất là đẹp luôn. Đang có một số thân là đã nhú nụ rồi. Tuy nhiên thì cô chú anh chị mình cứ chờ đợi giúp em nhé. Riêng những chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với những cái thân thắt đốt đẹp và căng phình như thế này thì không có lý do gì đâu ạ mà nó không cho cô chú anh chị mình những cái bông hoa đẹp đâu. Đây, cây đã bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ hết rồi. Một cái chậu như vậy rơi vào 5, 6, 7, 8 cái thân hoa sum xuê như thế này, rất là đẹp như thế này. Em đang để giá chỉ có 170.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này thôi nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy thôi ạ. Rơi vào từ 5 cho đến 7, 8 cái thân hoa. Đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Dòng lan mà chủ về hoa nở thời điểm Tết ạ. Cây bây giờ cũng đã bắt đầu nhú nụ rồi. Em nghĩ rằng là đã cô chú anh chị rất là nhiều, chắc chắn là anh chị mà chơi lan lâu ấy ạ, chắc chắn rất là nhiều anh chị đã từng mua một thân với vài 300.000 đúng không ạ? Như chậu này là ba thân này, cây đã bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ rồi. Một cái chậu như thế này rơi vào chậu này thì ba thân rất là cao đẹp. Còn lại thì có thể rơi vào 4 thân hoặc là 5 thân cô chú anh chị ạ. Hàng đã có một số cây là nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Thì một cái chậu như thế này, một cái giò lan như thế này, em xin phép chỉ bán có 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. 100.000 cho một cái chậu trầm rồng đỏ này thôi nhá, hàng hàng chuẩn hoa nhá cô chú anh chị, nhìn thân là biết rồi ạ. Đấy, chậu rơi từ 4 cho đến 5 thân trở lên. 4 cho đến 5 thân trở lên. Và với những cái thân như thế này này, có những cái thân thì nó chưa có nhú nụ đâu. Tuy nhiên thì cô chú anh chị mình cứ chờ đợi giúp em ạ. Chắc chắn là những cái thân nó rụng lá và khỏe đẹp như thế này thì không có lý do gì không có hoa đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, là một cái lô hạc đỉnh. Phải nói là đẹp mê luôn cô chú anh chị này. Một cái lô hạc đỉnh nâu. Một cái chậu hạc đỉnh nâu này thì em thấy là đa số phải rơi vào ít nhất là 5 cây ạ. 4-5 cây và một cái chậu như thế này chắc là phải rơi vào ít nhất là 5 cần hoa cô chú anh chị ạ. Phải rơi vào ít nhất là 5 cần hoa. Hàng về rất là nhiều luôn và một chậu là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái chậu hạc đỉnh to đùng như thế này. Chậu nào chậu đấy to đùng luôn. Đây cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hạc đỉnh nâu ạ. Bông hoa rất là to, cực kỳ là bền hoa nhé cô chú anh chị nhé. Và đây là một cái dòng lan mà rất là dễ sống, dễ chăm. Một cái chậu hạc đỉnh nâu khi mà sổ hoa có thể đẹp xuất sắc như thế này. Đó, Tết đến xuân về một cái giò lan hạc đỉnh như vậy trong nhà thì em nghĩ là cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Hàng này thì chuẩn hoa luôn cô chú anh chị, chuẩn hoa Tết luôn đấy ạ. Thơm và cực kỳ là bền hoa. Một cái chậu tác phẩm to đùng như thế này em đang để giá có 280.000 thôi cô chú anh chị nhé. 280.000 thôi ạ. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Em đảm bảo cô chú anh chị rằng là không nơi đâu người ta bán một cái chậu hạc đỉnh đẹp và to như thế này dưới giá 350.000, em khẳng định luôn cô chú anh chị nhé.
không có ai bán dưới 350.000 luôn ạ. Thì ở đây em đang bán một cái như là một cái món quà của chính chị, có một cái giò lan Tết thật là tuyệt vời để thưởng thức Tết tới này. Hàng cây đang nhú nụ đều tăm tắp luôn. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan thanh đạm sữa. Cái dòng thanh đạm sữa này thì bây giờ cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi nhá, chính chị nhá. Cây cũng đang nhú nụ rất là nhiều rồi đấy ạ. Một cái chậu lan thanh đạm sữa như vậy thì em xin phép được bán với giá chỉ 100.000 thôi. Với chậu cực kỳ là sum suê luôn. Đó. Và bên này thì ngoài dòng thanh đạm sữa thì em còn có thêm cái dòng lan thanh đạm Indo này. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái chậu lan thanh đạm Indo ạ. Một cái chậu lan mà có lẽ với nhiều anh chị chơi lan được coi như là một chân ái. Hiện tại thì vẫn còn có đang có một số chậu là có cây nhú nụ đấy ạ. Thì một cái chậu lan thanh đạm Indo như thế này này, xin phép em bán chỉ có giá là 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Hàng thuần sẵn trong chậu như vậy. Và sang bên này đây là những cái cây đen đô xuân. Những cái giò đen đô xuân rất là xinh đẹp luôn, chi chít là nụ cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình sẽ thưởng thức được thưởng thức hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn cô chú anh chị nhé. Đã có những cái bông hoa nở đầu bói đầu ngọn đang nở này. Và còn rất là nhiều những cái thân ở bên trên này nó đang nụ sum suê như thế này này. Bắt đầu là đến Tết chắc chắn là sẽ là bung lụa những cái giò lan thực sự rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì chậu rơi vào khoảng tầm 5-6 cái thân hoa trở lên. Và mầm gốc cũng bắt đầu là lên chi chít luôn này cô chú anh chị nhìn này. Đó, đến Tết là cô chú anh chị mình vừa ngắm cái mùa mầm mà lên mà lại vừa ngắm cái mùa hoa trọn vẹn của nó thì em nghĩ rằng là cũng là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chậu nào chậu đấy chi chít là nụ như thế này. Em đang để giá có 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Ngắm hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn ạ. Đang có những bông hoa đầu ngọn để cô chú anh chị được ngắm xinh đẹp như vậy. Và sau này đến Tết là sẽ nở rộ. Nở rộ tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Bên này đây là cũng là cái dòng lan dendro, một cái mặt bông mà em nghĩ rằng bất cứ một anh chị nào mà được ngắm hoa trực tiếp chắc chắn là không chắc chắn là đều sẽ phải muốn sở hữu bằng được cái mặt bông này. Tím hơn cả kèn cô chú anh chị nhé, tím hơn cả kèn và bông hoa dày cộp tròn cực kỳ là bền hoa. Đấy thì một cái dòng hoa mà em bảo hành chuẩn hoa đẹp tím đậm đà, đẹp tuyệt vời luôn như thế này. Một cái chậu lan như vậy rơi vào 7-8 cái thân hoa. Và cũng đang lên mầm gốc rất là xinh đẹp như vậy. Em để giá có 170.000 cho một chậu thôi. Và hàng này hàng chuẩn ươm ki nhá. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan mặt bông xổ số. Và hàng cũng không có nhiều. Thời điểm bây giờ cũng đang có một số thân nó lác đác là có nụ đây cô chú anh chị này. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm một cái giò lan đen đô xuân khỏe khoắn và đẹp, thân căng như thế này này. Đó, đang có một số thân là đang bắt đầu là nhú nụ này. Rất là căng và rất là đẹp luôn. Chậu nào chậu đấy rơi vào ít nhất là 5 thân hoa trở lên đấy ạ. Thân to đùng cách mạng luôn, khỏe khoắn, đẹp tuyệt vời như thế này. Để giá có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và lượng hàng thì cũng không có nhiều đâu ạ. Lượng hàng không có nhiều đâu. Đó. Chậu nào chậu đấy rơi ít nhất là 5 thân hoa trở lên. Cũng có một số cây đã bắt đầu là nhú nụ. Với số tiền chỉ có 100.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan giả khao oai. Giả khao oai ạ, thân nào thân đấy căng mướt nuột nà như thế này này. Cái dòng này thì cô chú anh chị mình có thể những nơi ấm áp, những chợ cây này này. Hiện tại có một số cây đã bắt đầu là nhú nụ nhá. Đây này cô chú anh chị này, có một số cây đã bắt đầu là nhú nụ này, bật nụ này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Cái này thì có thể cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa Tết hoặc là sau Tết nhá. Những ngày đầu xuân mình chào đón một năm mới bằng những cái giò lan, bằng những cái giò giả Hawaii thơm nức nở thì cũng thực sự là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và một cái chậu giả Hawaii như vậy này, trước đây thân vài 300.000 thì bây giờ cả một giò như thế này rơi ít nhất là 5 thân căng mướt luôn ạ. Giá tiền chỉ có 130.000 cho một chậu thôi. Và ở đây ạ, bên này là một cái dòng lan, một cái dòng lan mà trước đây thân vài 700-800 nghìn luôn. Đó là cái dòng lan giả hạc chấp Mỹ. Mặt bông giả hạc chấp Mỹ đây cô chú anh chị nhá. Sai bông từ gốc đến ngọn. Bông hoa cánh tím chớp đẹp một cách độc đáo như thế này. Và riêng dòng giả hạc chấp Mỹ này thì nhiều người chơi lan không phải yêu thích cái dòng hoa bởi cái mặt bông tuyệt vời của nó đâu ạ. Mà còn bởi cái mùi hương thơm, rất là thơm của dòng giả hạc chấp Mỹ này. Thì trước đây thân 700-800 nghìn luôn đấy cô chú anh chị. Còn thời điểm bây giờ ạ,
Thời điểm bây giờ những cái chậu chớp Mỹ mà nhiều thân như thế này giá chỉ có tiền 100.000 thôi, 100.000 vài chục nghìn thôi cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Em đang có những chậu chớp Mỹ này, em xin phép được chia theo hình này. Cái chậu chớp Mỹ này em gọi là chậu số 1 nhá, chậu chớp Mỹ số 1 ạ. À. 4 thân hoa em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 đi cô chú anh chị, 110.000 và hàng em bảo hành chuẩn mặt hoa nhé cô chú anh chị nhé. Chậu tiếp theo sẽ là chậu chớp Mỹ số 2, chậu này 2 thân ạ. À. Cũng đang lên mầm gốc rồi đây cô chú anh chị này. Đó. Và cái chậu chớp Mỹ này em bán có 90.000 luôn cô chú anh chị, rẻ sập sàn. Hôm nay hiện tại em còn có vài chậu luôn. Thôi ạ, à, nên em sẽ bán nốt nhé cô chú anh chị nhé. Chậu tiếp theo chậu chớp Mỹ số 3 bắt đầu là nhú nụ rồi đây cô chú anh chị nhìn đây. Đó. Chậu này cũng là 2 thân ạ. À. Đây, cả hai thân đều đang bật nụ hết rồi cô chú anh chị. Cái cây này thì bị lỗi đầu ngọn một chút xíu này. Ở chậu này em cũng để giá là 90.000 luôn. Nó lỗi đầu ngọn một chút thôi nhưng mà thân rất là to và vẫn cứ dài đẹp như vậy. Và sang hình tiếp theo là chậu chấp Mỹ số 4, chậu này hẳn 3 thân nhá cô chú anh chị nhá. 3 thân ạ, à, mập nụ luôn. Cây này cũng đây cũng bị lỗi một xíu xíu này thôi. Giò này em xin phép được bán với giá 100.000. Và hình tiếp theo là hình chậu chấp Mỹ số 5. Chấp Mỹ số 5 này hai thân to mập nú. Xin phép em bán 100.000 đi cô chú anh chị. Hai thân rất là căng mập luôn. Và hình tiếp theo là chậu chấp Mỹ số 6 này, đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị. Hai thân to đùng luôn ạ. À. Trước đây thân 700-800.000. Bây giờ cái chậu này đẹp lắm, đang bắt đầu là nứt chuẩn bị nứt nụ hết rồi cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Cái chậu hai thân rất là đẹp này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Này đây sẽ là những cái chậu lan kiều tím Thái. Hàng bảo hành cho anh chị nào đang cần tìm đến cái mặt bông mà hoa bới với những cái bông hoa tím đẹp một cách mê như thế này này. Dòng kiều tím Thái và những cái chậu kiều tím Thái của em ở đây hiện tại đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Đó, sưng mắt nụ rất là lớn như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Đây này. Đấy, thì một cái chậu kiều tím Thái này. Một chậu kiều tím Thái bắt đầu sưng mắt nụ rất là lớn luôn rồi. Khá là nhiều thân sum suê cô chú anh chị nhé. Em đang có hai chậu duy nhất thôi. Mỗi một chậu này em xin phép chậu này em gọi là chậu số 1 đi, 160.000 ạ. À. Và chậu số 2 cũng với giá tiền 160.000. Đó, thì cô chú anh chị chọn là chậu nào thì báo em nhé. Hai chậu kiều tím Thái duy nhất ạ. À. Bên này đây sẽ là chớp bịp. Dendro chớp bịp. Một cái dòng lan mà có lẽ là độ bền của nó phải tầm đến 2 tháng ạ. Mà em chắc chắn rằng những anh chị nào đã chơi dendro thì không thể thiếu cái dòng dendro chớp bịp này trong sân vườn đúng không ạ? Ở đây chỉ có vài ba bông nở thôi ạ. Mà cái mùi hương thơm của nó đã sực nức nở luôn rồi, nhức mũi luôn rồi, rất là thơm luôn. Đó, bông hoa thì cực kỳ là bền mà lại rất là thơm mà nở hoa quanh năm. À, một trong những dòng lan phải nói là quá là thực sự là đáng sưu tầm. Đấy, một cái chậu dendro chớp bịp như vậy. Ở đây thì em đang có những cái chậu mà nó đang đứng, cây đang đứng đọt và chuẩn bị cho nụ cho hoa nhá. Đang đứng đọt như vậy đấy ạ. Đây, đứng đọt và chuẩn bị cho nụ. Cô chú anh chị về mình sẽ ngắm hoa một cách trọn vẹn nhất. Cái chậu rất là thân to, mập đẹp như vậy em đang để giá 160.000 cho một cái chậu dendro chớp bịp, hàng chuẩn mặt hoa nhé cô chú anh chị nhé. 160.000 ạ. Bên này thì em có duy nhất một cái chậu mạc xuân hay là mạc quân tử ạ. Chậu này cũng đang có một cái vòi nụ nhá. Hiện tại em thấy đang có một cái vòi nụ. Chậu mạc xuân này em xin phép được bán với giá là 100.000. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có rất là nhiều những cái hình kiều dẹt. Mà cái những cái hàng kiều dẹt mệnh danh là nữ hoàng của các dòng lan kiều đây cô chú anh chị. Có thể sưu tầm những cái hình lan kiều dẹt cho sân vườn của nhà mình. Những cái thân kiều mập nú cô chú anh chị về ghép sau Tết là cây sẽ bắt đầu đến mùa hoa kiều rồi. Hình này em gọi là cái hình 11 này. Một cái rể thân mập mạp cực kỳ là khỏe và đẹp như thế này. Cái rể kiều này xin phép bán 160.000 nhá. Hình tiếp theo hình số 12. Hình số 12 một cái lô kiều như vậy 140.000 và hình số 13. Một cái rể kiều thân to mập nù căng mướt luôn với giá 300.000 và hình số 14 là 240. À, hình số 15 một cái siêu phẩm kiều dẹt với rể cực kỳ là khủng luôn. Xin phép bán 800.000 cho rể kiều này, 800.000 nhá. Một cái siêu phẩm mà từ khi bán lan đến nay em chưa, đây là lần đầu tiên mà có một cái rể kiều nó bự và thân tơ đẹp như thế này, không phải lúc nào cũng có đâu cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16, 200.000 cho rể kiều dẹt. Hình này là lô kiều dẹt này. Chỗ này là nguyên 3 rể, 2 rể luôn, rất là đẹp luôn ạ. À, chỗ này là có 2 rể. 2 rể này em xin phép được bán với giá 300.000 nhá. Và hình tiếp theo là hình số 17, 300.000 hình 16. Và hình số 17 này, chỗ này cũng là nguyên 2 rề, rất là đẹp luôn.
Số 17 này em xin phép được bán với giá là 160.000 ạ. 160.000 cho hình này cô chú anh chị nhá. Giữa hai dề rất là đẹp. Và sang bên này đây thì em còn có cả những cái cây đai châu Thái. Cái dòng đai châu rừng cô chú anh chị ạ. Đai châu rừng với số tiền là 200.000 1 kg cô chú anh chị nhá. Hàng cây thời điểm bây giờ là đang nhú nụ hết rồi. Cô chú anh chị có thể mua 2 kg hoặc 1 kg đều được. Với số tiền 200.000 cô chú anh chị có thể sở hữu từ 3 cho đến 4 cây hoặc là 5 cây đai châu với số tiền chỉ có 200.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em còn có cả những cây đai châu Thái này cô chú anh chị này. Riêng dòng châu Thái thì có đủ màu sắc luôn. Hiện tại thì em đang có một số chậu châu Thái hàng cây đôi và cây đang bắt đầu nhú nụ, đủ màu sắc đẹp như vậy. Và em sẽ bán thanh lý xả sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. Đây ạ, chậu này em đang gọi là cái chậu số 18 nhá. Chậu số 18 cây đang nhú nụ và một cặp đôi 2 cây. Bản lá to đùng, cây to đùng luôn. Cây này em xin phép bán 150.000 luôn cô chú anh chị này, 160.000 đi. Hình tiếp theo là hình số 19 ạ, cũng 100. Hình này thì có bị lỗi lá cắt lá, em bán luôn 120.000 cho chậu này, cặp với đôi. Ngắm hoa một mùa thôi cũng đã mắt ạ, hình 20. 160.000 cho cái cặp đôi này 2 cây nhá. Và hình số 16 này. Cây này cũng lỗi lá một chút xíu thôi mà cây đang nụ, 150.000. Và hình tiếp theo là hình số 10, hình số 22, 150.000 luôn ạ. Cho cặp đôi này. Và hình số 23 cũng là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cây dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng này. Cậu chậu cáo của vùng Cao Bằng đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị lấy về ghép thời điểm bây giờ là sang xuân bắt đầu là cây sẽ cho nụ nhá. Chậu này gọi là chậu số 29 170.000, chậu số 30 cũng 170.000 và chậu số 31 170.000 và chậu số 32 sẽ là 180.000, lá rất là to. Bên này đây sẽ là chậu bạch nhạn. Chậu bạch nhạn số 32. Chậu bạch nhạn 32 em bán với 150.000, chậu 33 90.000 và chậu 34 là với giá đâu? Chậu 33, chậu số 34 đúng rồi, 160.000. Và bên này thì em còn có duy nhất một cái chậu hài kim này đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 cho chậu hài kim này. Một cái rễ kiều tím miền Trung cái thân to như ngón chân cái luôn. Em bán những cái hình này với giá tiền là 200.000 này cô chú anh chị này, một cái rễ rất là bự. Và bên này đây em có hai cái rễ thông đất hay còn gọi là dâu rồng. Cái rễ này cực kỳ là đẹp luôn đây cô chú anh chị này, một cái rễ rất là to có thể trồng làm tiểu cảnh. Và đặc biệt là nó mang cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, có thể điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh teo não của tuổi già rất là đắc lực luôn. Và cái dề thông đất này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhé, cô chú anh chị nhé, dề dâu rồng ạ. Và bên này đây là một cái lô số 2 rất nhiều đây. Lô số 2 này em xin phép được bán với giá là 70.000 cho lô số 2 này. Tết đến cận kề rồi đây cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang có rất là nhiều những món đặc sản của vùng miền quê em. Để có thể được giao lưu cùng cô chú anh chị những cái món đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món măng mầm ạ. Đây là món măng mầm nhé, của vùng đặc sản của vùng Bảo Lạc Cao Bằng. Một cái túi măng mầm như vậy đóng gói là 1 kg. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Đảm bảo phơi khô tự nhiên và không chất bảo quản ạ. Phơi khô tự nhiên. À, có mùi hương thơm rất là tuyệt vời của măng. Mùi măng khô. Còn bên này là cái nấm hương rừng với giá tiền 280.000 trong 1 kg nhé. 281 kg. Và bên này sẽ là cái món lạp sườn cô chú anh chị này. Cái món lạp sườn này tự tay gia đình em làm ạ. Chọn từ cái thịt lợn là ngon nhất nhá. Một cái túi lạp sườn như vậy em đóng gói là 0,5 kg. Cô chú anh chị ăn cả ngày không hết luôn. Và một túi như vậy em xin phép được bán với giá là 130.000 cho túi 0,5 kg ạ. Và cô chú anh chị lấy cả kg sẽ là hơn 200.000 nhé cô chú anh chị nhé, 250.000. Thì em lưu ý cô chú anh chị rằng là ở đây cô chú anh chị nhìn thấy là cái màu sắc của nó rất là vàng và đẹp. Tuy nhiên thì khi mà em đóng gói đến nhà cô chú anh chị mà quãng đi quãng thời gian quãng đường xa nữa ạ, thì cái nó có thể đông mỡ hoặc là ấy, có thể là cái màu nó có thể bị đổi đi một chút, nó có thể là bị trắng hơn một chút nhé cô chú anh chị nhé. Thì cũng không sao, cái lạp sườn này thì như nhà em làm cứ em để trong cái tủ lạnh có thể ăn quanh năm luôn ạ. Còn bên này đây là sẽ là cái món miến rong này. Cái món miến rong. Mà đây là miến rong thái tay nhá, sợi to. Cô chú anh chị nào thưởng thức một lần thì chắc chắn là biết cái vị ngon của nó rồi. Ăn một lần rồi chắc chắn cô chú anh chị sẽ quay lại lần thứ hai. Miến rong sợi to này em đang bán là 90.000 cho một túi 1 kg ạ. Được cực kỳ là nhiều luôn nhé cô chú anh chị nhá.
Và bên này thì em đang có chè ô long của vùng Yên Bình Cao Bằng. Một túi chè ô long như vậy em bán là 170.000 cho một túi chè ô long này, với khối lượng là nửa kg. Đây là cái chè ô long mà trồng ở vùng núi Phe Đén, với độ cao trên 1.000 m² so với mức nước biển. Là chè sạch và có vị hương thơm ngon và cái vị ngọt hậu rất là tuyệt vời của nó ạ. Bên sang bên này đây thì em đang có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông có đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 trong kg. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 trong cặp. Atonic 12.000 cho một gói nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Và liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và Kiên Kiên Môn đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Sản phẩm phải nói hoàn hảo luôn, bởi ngoài phân châu thì còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Nó cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu ạ. Bên này thì em còn có sản phẩm tinh dầu hồi với giá tiền là 40.000 cho một lọ nhé. Sản phẩm hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể trước đây từ rất là lâu rồi người ta cho vào món ăn, có thể tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe, đúng không ạ? Và ở đây thì từ những giọt tinh dầu hồi này, bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu như vậy hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên, chắc chắn sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Đặc biệt là cái mùi hương của nó sẽ giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn vô cùng luôn đấy ạ. Giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát luôn khi mà cô chú anh chị sử dụng nó để bôi để mà thực cái giảm đau cô chú anh chị nhá. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.